Thưa đại chúng, là tượng Phật có từ lúc nào? Ai là người đã nghĩ ra tạo tượng Phật? Cái điều này mình phải căn cứ vào một quyển kinh. Kinh này có tên là Công Đức Tạo Tượng Phật. Và kinh kể rằng thời Đức Phật có một vị vua tên là U Điền Di ở nước Câu Diệm. Thì ông vua này thường xuyên được gặp Phật. Thì một hôm Phật đi giảng xa, thường thường Phật đi đâu cũng weekend xong Phật về. Kỳ này Phật đi giảng dài tới 3 tháng. Ông lên tịnh xá thường xuyên ông không được gặp Phật. Ông nhớ Phật quá. Thì ông cứ suy nghĩ hoài, bây giờ mình không gặp Phật, làm sao để mình có thể mình được gặp Phật để mình đỡ cái sự nhớ nhung của mình. Thì lúc đó ông có nghĩ ra là thôi bây giờ mình tạo một tượng của Đức Phật. Cái thì ông mới đăng quảng cáo, kêu gọi những nhân tài, những nghệ nhân giỏi ở trong nước thì không ai dám nhận lời hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói rằng thân tướng của Đức Phật quá trang nghiêm, họ không thể nào làm một bức tượng mà diễn tả được hết cái nét trang nghiêm của Đức Phật. Làm mà không đúng là sợ có lỗi với Phật, không dám nhận. Thì lúc đó có một vị, coi như là bây giờ trong kinh thì gọi là một vị trời, hiện thân xuống làm một cái người thợ điêu khắc. Và ông dám đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Và quý vị biết khi mà tạo tượng xong rồi thì cái đức tướng của Phật trang nghiêm quá. Vua U Điền Di nhìn tượng Phật thôi liền chứng thánh quả. Ông chứng được cái quả gì? Ông chứng được cái pháp tu gì? Nhu thuận nhẫn. Thế nào gọi là nhu thuận nhẫn? Tâm thì phải nhu, trí thì phải nhẫn, cho nên gọi là nhu thuận nhẫn. Phật tử mình tu lúc nào cũng kêu là tu nhẫn nhục, nhưng mà thật sự nhẫn nó có nhiều cách nhẫn lắm. Thì ở trong cái nhẫn mà Pháp Hòa thường thưa quý vị đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Mà trong vô sanh nhẫn có một cái nhẫn gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận là gì? Tâm mình nhu mì, trí mình mềm mỏng. Vì mình thấy được tượng Phật cho nên tâm mình sanh hoan hỷ. Bây giờ quý vị thấy thường thường ngoài đời mình nhìn hình gì thì mình tác ý hình đó, phải không nào? Thí dụ bây giờ mình nhìn một trái tim, hai cái trái tim có mũi tên bắn thủng qua, cái mình tác ý gì? Đây là mũi tim, mũi tên tình yêu, phải không? Rồi thí dụ như bây giờ mình nhìn bất cứ một cái hình gì, ví dụ như bây giờ người ta vẽ cái bản đồ Việt Nam, người ta để ở bản đồ Việt Nam cái tháp và chùa Vĩnh, chùa Xá Lợi, cái quý vị tác ý đó, quý vị đây là miền miền Nam. Rồi người ta vẽ cái hình chùa Một Cột, cái mình tác ý mình nói đây là miền Bắc. Rồi ta vẽ cái tháp chùa Thiên Mụ, cái mình nói đây là miền Trung. Như vậy thì chúng sanh mình đó, nhìn cái gì thì mình tác ý cái này. Vậy thì trong Phật giáo tạo tượng Phật để cho chúng ta nhìn tượng Phật, chúng ta khởi ý tốt cái ý xấu? Ý tốt. Cho nên khi mình nhìn tượng Phật thì mình khởi tâm. Vì vậy cho nên mình có rất nhiều những hình ảnh Phật Bồ Tát để làm gì? Để cho chúng ta mỗi giây mỗi phút lúc nào cũng khởi niệm lành hết, mà không dám khởi cái niệm xấu. Ví dụ như mình nhìn ngay giữa, ô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái ngó qua bên phải, ô Quan Âm Bồ Tát, ngó qua bên trái, ô Địa Tạng Bồ Tát, đi ra sao, Đạt Ma Tổ Sư, đi hết cái chùa Phật Bồ Tát La Hán không. Còn bây giờ mình đi trong chùa cũng đi vậy, ô bà này nhiều chuyện lắm nè, bà này thấy khoét lắm nè. Mình cũng gặp tượng mỗi ngày đó, phải không? Nhưng mà mình gặp những cái hình ảnh của những người thân quen của mình mỗi ngày, mình không có khởi cái tâm tâm nhu trí thuận. Trong vua U Điền Di được một cái vị đó tạo tượng Phật xong, ông nhìn tượng Phật trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên ông chứng
Bây giờ mình cũng vậy. Nhiều khi mình gặp tượng Phật, một cái tượng Phật mà người ta tạc đẹp, tâm mình yên tĩnh không? Lúc mình buồn cái mình nhìn Phật. Cho nên đó, khi mình thờ Phật đó, đừng có thờ quá cao. Có nhiều vị thờ túi ở trên là mỗi lần mình thắp nhang phải bắt nguyên cái thang leo lên. Thành thử mỗi lần mình cúng, mỗi lần mình khấn Phật đó, tâm mình không có giao tiếp với Phật. Phật túi ở trên mà ở sau này mình treo hình đứa cháu. Mình đứng về mình thấy đứa cháu tròn nhỏ dễ thương ghê. Mới ngày nào nó chút xíu, bữa nay nó lớn rồi. Cái đầu mình đem hai cái hình ảnh của đứa cháu ra mình so sánh bằng miệng mình thì vẫn khấn Phật. Cho nên thường thường cái ý nghĩa thờ Phật đó, là chúng ta nên để bằng Phật ngang tầm với cái tầm nhìn của mình. Đừng có để quá cao. Tại vì cao quá mình nhìn Phật không có giao tiếp. Cho quý vị nhớ không, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà giao cảm giữa mình với Phật phải ngang bằng như vậy. Cho nên bằng Phật để sao mình nhìn Phật, mình quán tưởng nhìn Phật liền. Thí dụ mình nói thân Phật thanh tịnh như lưu ly, ngó lên Phật tuốt ở trên sao mình thấy tới. Mình nhìn Phật nhìn sao mà thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, bây giờ tâm con đang buồn khổ, con nhìn Phật, nụ cười của Phật, ánh mắt của Phật làm cho con dịu được khỏi lòng. Cho nên khi mình thờ Phật phải lựa một cái tượng cho thật là trang nghiêm. Còn mấy cái tượng mà ta làm không trang nghiêm đừng có thỉnh. Để cho cái người thợ đó ta làm biết không ai thỉnh, người ta phải sửa lại cái tay nghề người ta, phải không? Còn thỉnh đã có tâm làm tượng Phật cho người ta thỉnh thì phải làm một tượng Phật cho đàng hoàng, cho trang nghiêm. Cho nên thỉnh được một tượng Phật trang nghiêm, đó là cái duyên lành của mình. Rồi trong Phật giáo chúng ta có một cái lễ gọi là lễ an vị Phật. Thật ra đây chỉ là cái lễ thôi. Còn bây giờ ví dụ như có những Phật tử không biết gì hết, ra chợ thỉnh tượng đem về để lên thờ, an vị chưa? An vị rồi. Tại vì sao? Chữ an vị là gì? An là an ổn, vị là vị trí. An vị Phật nghĩa là mình thỉnh một đức Phật về, mình quy định cái vị trí nào mà tiện lợi nhất trong gia đình này, trong cái nhà này, bây giờ mình an vị bên đây. Nhưng mà Phật tử chúng ta, cái ngày chúng ta quỳ xuống, chúng ta phát nguyện con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là mình đã an vị Tam Bảo trong tâm mình rồi. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Vậy thì trong mỗi Phật tử chúng ta ai cũng đã sẵn có ba viên ngọc Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã an vị Phật ở trong lòng mình rồi, còn an vị Phật ở ngoài hình tướng đây là phương tiện. Tại vì giờ cái tượng mình mới tác được cái tâm. Thưa đại chúng, cái tâm của mình nó dễ thay đổi lắm, nó dễ tác ý lắm. Nhiều khi mình mới tuần trước gặp một người bạn, tuần này mình gặp lại là mình đã bắt đầu có phê bình. Sao bữa nay thấy ốm hơn tuần rồi, bữa nay thấy xanh hơn tuần trước, không? Rồi thậm chí lâu ngày không gặp cha, lúc này làm gì đẹp hơn năm rồi. Tâm mình tác ý. Vậy thì cho nên á, an vị Phật theo cái nghĩa thường là chúng ta dọn chỗ rồi chúng ta thỉnh Phật an vị của nó. Thì có nghĩa sâu là gì? Mỗi người Phật tử phải an vị một đức Phật trong tâm của mình. Cho nên mỗi lần mình tụng Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, có niệm câu đó không? Con xin nguyện mười phương chư Phật thường trụ ở đây cho con đảnh lễ cúng dường. Bây giờ là cuộc sống của chúng ta ai cũng muốn tìm cho mình một cái nhà để mình làm gì? Mình an trú trong đó. Mình đến thế giới ta bà này là mình trụ ở thế giới ta bà này nè. Rồi mình đi tìm một cái nhà để mình trụ trong cái nhà nè. Rồi trong cái nhà mình kiếm cái phòng ở trong phòng đó, rồi trong cái phòng mình kiếm cái gì? Kiếm cái giường. Như vậy thì phân ra ai cũng muốn trụ rồi. Thậm chí mình đi chùa, mình đi chùa cái mình kiếm chỗ mình ngồi cho yên trụ. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, lúc nào mà chúng ta không muốn mình được an trụ. Chữ an là gì? An ổn. Trụ là ở yên.
Cho nên cái vị thầy mà ở yên đó để giữ gìn Phật pháp ở đó thì gọi là trụ gì? Trụ trì. Trụ là ở yên, trì là gìn giữ. Vị trụ trì là ở đó và gìn giữ ngôi chùa đó. Vậy thì chúng ta cũng trụ trì, chúng ta cũng có một Đức Phật trong ngày mình, chúng ta cũng có một cái chùa trong tâm mình. Cho nên mình ai cũng muốn an trụ hết. Ví dụ như ta nói bác thường trú ở đâu, còn mình đi tới đâu mà mình ở tạm 2-3 ngày là kêu gì? Tạm trú. Còn chỗ nào mình ở yên là thường thường trụ. Như vậy thì chúng sanh của chúng ta ở cõi đời này là thường trú hay là tạm trú? Tạm trú thôi. Nhưng mà này là tạm trú long term, hơi dài hơn cái tạm trú một chút, nhưng mà thủy chung cũng là tạm trú. Nếu mà suy cho cùng, nghĩ cho tận thì cõi đời này là tạm trú, mình ở đây là tạm trú thôi, phải không? Nhưng mà cứ tưởng đâu là mình ở luôn, cho nên sao? Giành giật đủ kiểu hết, tranh giành đủ thứ hết. Cho nên phải quán mình ở đây là tạm trú. Cho nên lỡ để cái bóp ở đó, giành cái ghế đó rồi, lát cái ai vợ ghế mất tiêu, lỡ buồn lắm. Nhưng mà thôi, cho dù thật sự ngồi vô cái ghế đó cũng 2 tiếng sau đi về, chứ cũng có giữ đó luôn đâu, phải không? Cho nên cuộc đời này nơi nào chốn nào cũng chỉ là tạm trú hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta an lạc mọi nơi mọi chốn, ở cửa nào cũng vui. Còn mình đi vượt biên qua trại tị nạn đó, thoát thân ra khỏi đó rồi vui không? An ổn lắm. Lúc đó là mình an lắm. Rồi bây giờ mình lọt qua được tới nước Mỹ này rồi, an trú lắm. Vậy thì quý đại chúng nhớ, mình ở cõi đời này, tất cả những nơi chốn mình ở chỉ là tạm trú. Nhưng phải làm sao cho tâm mình thường trú. Tâm mình thường trú là thường trú cái gì? Thường trú của 3 điều. Một là bố thí, 2 là trì giới, 3 là hành thiện. Cái trú đó gọi là thiên trú. Trú có 4 loại nha: thiên trú, phạm trú, thánh trú, phật trú. Nếu bây giờ mình thêm cái nữa, phạm trú là kiểu mình đó. Vì mình phạm, nếu mà nói theo chữ trú nghĩa là gì? 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, trang nghiêm, thanh tịnh. Thí dụ mình ngồi, ngồi trang nghiêm. Đi, đi vững chãi. Nằm, nằm an ổn. Ví dụ vậy đó. Thì đi, đứng, nằm, ngồi mà trang nghiêm thì gọi là trú. Thí dụ đứa nhỏ đó, nó lăng xăng đó, mình nói con làm gì con lăng xăng hoài, con ở yên cho mẹ coi. Mình kêu đứa nhỏ ở yên mà thiệt sự mình không có bao giờ mình yên. Bây giờ hôm nào quý vị mình có chịu khó mà quán là mình chút coi, bữa nào mình nghỉ ở nhà mình ngồi yên, lát cái mình dọn này, lát mình dọn kia, mà mình cứ nhìn ta mình nói chị nó không yên, anh nó không yên. Mà thật sự nhiều khi mình ngồi yên mà tâm mình cũng chưa yên. Phải vậy không? Nhiều khi mình ngồi đó đó, hỏi làm gì vậy? Tôi đang ngồi thiền. Nhưng mà thiệt sự là tôi đang ngồi mà không thiền. Thường thường ngồi thiền là gì? Ngồi yên mà tâm trí sáng, kêu là ngồi thiền. Nhưng mà nhiều khi cái hình tướng mình ngồi 45 phút cái đầu mình nó đi mất yên. Nó về tới Việt Nam, nó qua tới Mỹ, nó sang tới Pháp, nó đi đủ chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình ngồi thì có ngồi, mà thiền thì chưa chắc ạ. Vậy thì trú là 4 oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Còn thiên trú là gì? Thiên trú nghĩa là, nói theo tiếng là ở như cõi trời. Vậy thì mình phải làm sao có được bố thí, trì giới, thiện tâm. Mình mỗi ngày mình đứng dậy, mình thức dậy, mình có khả năng mình ban cho tất cả mọi người xung quanh mình nhiều thứ lắm. Không phải tiền của đâu, một lời chào, một lời nói cũng là bố thí. Có nhiều khi cái người đó chỉ cần xin mình 10 phút để người ta được tâm sự nỗi khổ thôi, mình cho người ta 10 phút cũng là bố thí. Cho nên thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ là có tiền mới có thể bố thí. Mình có thể cho bất cứ cái gì, cho thời gian, cho nụ cười, lời chào hỏi, tất cả cái đó đều là bố thí. Mà từ đâu mình làm được việc đó? Vì mình có tâm lành, có tâm thiện.
Mà người mà có tâm thiện rồi á, thì người đó sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người. Cái đó là thiên trú. Bây giờ thưa nè, từ xưa đến giờ mình đã từng giúp đỡ ai chưa? Có. Nếu có là mình đã từng có thiên trú rồi đó. Rồi Phật tử mình đã đi quy y thọ giới, mà đã quy y thọ giới thì giữ giới, mà quy y thọ giới mà giữ giới là thiên trú. Rồi hằng ngày cái tâm mình lành. Thí dụ như á, mình không lừa gạt ai, mình sống rất là chân thật. Cái gì như cái gì mình mua như thế nào mình nói là như vậy, mình không có lừa gạt, mình không có biểu người ta chị đừng có mua ở ngoài tiệm mắc lắm, tôi chở chị đi tới cái chỗ này chuyên bán đồ ăn cắp rẻ hơn. Nhiều khi người ta ăn cắp nhiều lắm rồi ta bán rẻ, mình ham rẻ mình mua. Nhưng mà thiệt sự trong khi mình mua như vậy á, mình biết cái đó ăn cắp mà mình vẫn mua vì ham rẻ chút, nhưng mà mai mốt cái quả đó mình có cộng quả trong đó, phải không? Tại vì á, thưa đại chúng là mình mua đồ rẻ vui không? Vui. Nhưng mà cái người mất đồ ta, ta buồn đó. Cho nên mình phải nghĩ nhiều khi á, cái vui của mình lại là cái khổ của người khác. Mà hiểu được như vậy á, thì tâm mình có lành có thiện đó. Cái đó là tâm thiện hay là thiện tâm. Mà tâm thiện là thiện tâm mà lúc nào cũng sống bằng cái tâm đó, thì mình thường trú trong một cái phạm, một cái thế giới gọi là trời, gọi là thiên trú. Cái thứ hai gọi là phạm trú. Sao gọi là phạm trú? Chữ phạm đây là gì? Tức là tu cái hạnh thanh tịnh. Mà muốn tu hạnh thanh tịnh này thì phải gì? Từ bi hỷ xả, bốn đức tánh cao đẹp của đạo Phật. Từ là gì? Từ là mình cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giúp cho người bớt khổ. Quý vị nhớ cái bài mình tụng không? Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cho người ta niềm vui là từ, giúp người ta vơi khổ là bi. Ví dụ như một người bạn ta buồn, ta phone tới mình, ta nói chuyện, mình chưa có lời an ủi nào hết á, nhưng mà ta khóc, ta nói chuyện xong ta nói cảm ơn chị, sáng giờ tôi làm phiền chị quá, anh quá, chị anh cho tôi khóc một bữa, tôi trút ra được tâm sự của tôi. Mình gì? Bi. Mình bi rồi, tức là mình giúp cho người ta bớt khổ, mặc dù mình chưa làm gì, nhưng mà người ta bớt khổ thì người ta nhẹ lòng. Mà nhẹ lòng là từ. Ta nhẹ lòng là mình cho người ta từ và mình giúp người ta bằng bi, phải không? Rồi nếu mình giỏi nữa, mình giúp cho người ta buông xả, là trong cái buông, trong cái trút ra là ta đã có xả rồi. Mà ta xả rồi, mà khi mà người ta xả được, mình thấy mình ngồi nửa tiếng đồng hồ mà xứng đáng quá là mình vui và là hỷ. Như vậy thì thưa đại chúng, từ bi hỷ xả không phải là những cái từ để mình nói, mà từ bi hỷ xả là những cái gì chúng ta đang làm trong cuộc sống. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở đây mình là Phật tử đi chùa công quả nhiều lắm, nấu ăn cho người ta nhiều lắm, người ta đói bụng, trưa cúng xong cái mình cúng dường cho người ta dĩa cơm, để ta hết đói là gì? Là bi. Mà ta ăn no, mà ta ăn ngon nữa thì ta tự, mà ta vui mình cũng vui là hỷ. Mà mình không có chấp cái chị này cúng nhiều lắm, cho hai miếng đậu hũ đi. Anh này lâu lâu mới tới cúng một lần, cho một miếng thôi. Đó chưa xả nha. Xả là phải bình đẳng. Mà nhiều khi xin lỗi, ví dụ thôi nha, cái này không phải suối, nhưng mà ví dụ thôi, mà người ta cúng ít vậy mình phải cho nhiều, để chi? Khơi cái lòng của người ta lên. Mình mà càng cho ít ta càng cúng ít. Tại vì ta nghĩ fair. Phải không? Xin lỗi, cái đó là cuộc đời nó vậy. Cho nên đó thưa đại chúng, mình muốn người ta tốt với mình, đừng chờ người ta tốt với mình trước, cứ tốt với người ta trước đi. Cứ tốt với người ta trước. Cho nên quý vị nhớ cái bài hát không? Bên trái tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương. Bên trái, bên phải, trước mặt, xung quanh. Mình thương người ta xong rồi, bây giờ cái quả nè. Bên trái tôi đây là người yêu tôi, thương tôi.
Bên phải tôi đây là người thương tôi yêu tôi, trước mặt tôi đây là người thương tôi yêu tôi, xung quanh tôi đây là người thương tôi yêu tôi. Mình phải đối nhân rồi mới thấy quả. Còn bây giờ mình sống mà mình cứ đợi quả nó tới, không mình không chịu trồng nhân đâu có được. Cho nên á, nếu đời này mình nghèo, đừng đợi giàu mới bố thí. Đã nghèo rồi phải không, là do mình thiếu bố thí. Cho nên giờ có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, khởi tâm bố thí là thiên trú, sống tâm bình đẳng là phạm trú. Quý vị nhớ được hai cái đó chưa? Thiên trú, phạm trú. Phạm trú nó cao hơn thiên trú. Tại vì sao? Tại vì mới đầu là mình bố thí, nhưng mình chưa bố thí bằng tâm xã. Bây giờ phải bố thí bằng tâm xã là bình đẳng. Bố thí bình đẳng, mình tới đây là công quả, vật thực hôm nay là của chùa, cho nên ai mình cũng phát giống nhau. Cho quý vị biết, ngày xưa các thầy đệ tử Phật đi khất thực là vậy đó, để giữ được cái tâm xã bình đẳng. Phật tử cũng giống nhau hết, ai cũng gói xôi gói xôi gói xôi để chuối bên khất. Thường thường là bên bên mà người ta đi khất thực vậy đó, cứ gặp mình bác nhìn xuống đi, không có ngó, không có lựa coi nhà nào thường cúng đồ ăn ngon ghé thường chút, con đường nào thường cúng ghé không, đi là bình đẳng, đi khất thực như vậy. Rồi Phật tử cũng bình đẳng để vô mỗi mình bác. Cho nên thiên trú tức là mình sống ở cõi trời. Sống cõi trời, ở cõi trời là gì? Tâm mình thường nghĩ tới bố thí, tâm mình thường nghĩ tới chúng sanh. Rồi phạm trú tức là bây giờ mình có tu tập bằng cách là bố thí, mà phải bố thí bằng từ, bố thí bằng bi, bố thí bằng hỷ, bố thí bằng xả. Một hành động bố thí phải đủ bốn tâm vô lượng. Thí dụ như bố thí bằng từ bi là gì? Và cái tâm mình khởi, mình giúp cho người. Từ bi là phải có lòng thương mới cho được. Còn nếu mà mình cho mà vì danh thì cái này không phải là từ bi. Cho mà vì lợi, mình biết người này mình lợi dụng được trong tương lai, thì cũng không phải là bố thí bằng từ bi. Và khi mình cho mà tâm mình phải hỷ, phải vui. Vui để làm gì? Để người nhận người ta cũng vui. Để người nhận người ta cũng vui. Thường thường người ta thường nói, cái của cho không bằng cách cho. Cái cách mình cho quan trọng lắm. Vì cái cách mình cho làm cho người ta hoan hỷ, vui vẻ. Rồi, phạm trú rồi phải không? Thiên trú, phạm trú. Bây giờ đến cái trú thứ ba là gì? Thánh trú. Thánh trú là gì? Phải tu ba điều. Một là không, hai là vô tướng, ba là vô tác. Cái này cao nha. Cái này nhà Phật gọi là ba cánh cửa giải thoát. Không là gì? Không phải nhìn đời gì cũng không, rồi không không làm gì hết, nó thôi đời cũng không, thôi khỏi ăn. Không phải vậy. Nhìn không để có được cái tư duy trí tuệ, không dính mắc gì hết. Cái gì cũng có nhưng mà tạm có thôi. Cho nên khi mình thấy tạm có, cho nên mình sao? Không có khởi tâm tác ý. Được cái gì được, có thì mình dùng theo có, không thì mình ở theo không. Một cái vị mà tu mà có quán á, đời sống của mình nó an lạc hơn. Thưa đại chúng, nhiều khi Phật tử mình nói chung, cái chữ Phật tử là Pháp Hòa nói chung, người đệ tử của chúng ta nhiều khi tu thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà quán thì ít. Vì quán ít cho nên mới sân si phiền não nhiều. Vậy thì quán là gì? Quán tức là mình nhìn lại, mình quán chiếu từng vấn đề. Để chi? Để tâm mình khởi lòng hỷ xả, bao dung. Thí dụ Phật tử mình đi chùa, nội cái chuyện mà mình đi hành hương thôi nha. Ở đây có ai đăng ký đi hành hương thập tự mỗi Tết không? Có không? Mà đi hành hương về rồi vui, hay đi hành hương rồi xong về rồi hành hạ? Nhiều khi mình đăng ký đi hành hương thập tự để kiếm phước đầu năm, nhưng mà mình lên trên xe mình dành từng chỗ ngồi, tới giờ ăn mình dành từng ổ bánh mì, đi nhà vệ sinh mình chen đi trước. Rồi mà người nào vô trước mình mà hơi lâu ra cũng bực bội nữa.
Mọi người nhiều khi mình đứng mình chờ không biết làm gì trống mà lâu dữ. Ai mà ham ở trong đó lâu đâu. Phải không? Cho nên nhìn cái hình tướng mình tu mình thiếu quán. Người nào mà ta lâu chút chứ mình ở trong này mình chờ quán đi, chắc đau bụng. Thông cảm. Phải không? Rồi cái thở mình đang đứng sắp hàng, cái người đó lấn mình nói, thôi quán thì thông cảm, người đó kẹt hơn mình. Không, mình cũng kẹt nhưng mà kẹt chưa đến nỗi, cho nên mình còn đứng được đây. Người kia kẹt chịu không nổi, cho nên người ta phải lấn mình chút. Cái đó gọi là quán đó. Quý vị hiểu được cái chỗ quán đó không? Cho nên quán á, không cần phải ngồi trên bồ đoàn tội cụ chi cả. Rồi thí dụ như bây giờ mình đang đứng, mình service, mình ra điều kiện nha, mỗi người được một tô bún thôi. 5 phút sau thấy anh bưng tới tô nữa, cái trong lòng mình, ủa ăn dữ vậy. Rồi mình khởi ra, anh ăn gì dữ vậy? Là người ta buồn rồi đó. Nói anh này nè, sáng giờ không thấy gì hết, tới ăn 2 tô à. Mình nấu, mình quán lại, ồ mình nấu ngon, ta mới 2 tô. Không, mà hơn nữa mình đã nấu thì mình muốn ta ăn, mà ta không ăn thì kêu đồ gì? Ế. Mà ế là chiều nay mình phải năn nỉ tu vô. Còn bây giờ ta ăn đông ăn nhiều khỏi tu vô. Cho nên đó, tu thì có tu nhưng mà thiếu cái quán. Mà mình quán sâu chừng nào thì từ bi hỷ xả mình lớn chừng này. Cho nên vô tác là gì? Mình không có khởi một cái tâm, mình không có khởi một cái tâm bắt buộc cái gì cả. Mọi việc nó tùy. Mà được như vậy là một cái vị mà ta sống bằng không. Ta nhìn tất cả, ví dụ quý vị thấy nè, hoa này nè, đẹp không? Đẹp, nhưng mà tạm đẹp thôi. Cho nên hoa này là tạm trú nha. Hoa này hoa tạm trú. Mình cũng là một đóa hoa cõi đời này, tạm trú thôi. Bữa nào mà già rồi mà ta vẫn thương là biết rồi, hoa này có giá. Cho nên á, chúng sanh mình á, vì mình trú trong cái phàm tình, cho nên mình còn lấn lướt dành dần. Còn mình trú trong cái cõi trời thì mình có được bố thí, trì giới, thiện tâm. Mình trú trong cái phạm trú thì mình có được từ bi hỷ xả. Mình có được ở trong cái gì? Cái gọi là thánh trú, thì có được ba điều: không, vô tướng, vô nguyện. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì gọi là vô tướng nè. Quý vị nhìn cái hoa này, quý vị gọi là hoa gì? Hoa hồng, phải không? Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa kéo từng cái cánh Pháp Hòa rã ra, cái tướng nó không còn nữa. Cái mình kêu cái gì? Không biết kêu cái gì hết. Và thậm chí bây giờ mình ngắt một cái này ra thì mình kêu là cánh hoa, chứ cũng không gọi là cái hoa. Như vậy thì quý vị rõ ràng này, cái tướng mà chúng ta hiện thấy đây thật sự nó không có tướng gì hết. Hồi nãy nghe đi sư trụ trì là kể cái chuyện lịch sử chùa. Một ngôi nhà cũ kỹ bị nhà băng kéo. Rồi nhà băng kéo rồi cuối cùng là chùa được. Không? Hồi nãy là bị nhà băng kéo. Không? Rồi bây giờ cái tự nhiên được là cái chùa. Rồi từ một căn nhà cũ kỹ mà chúng ta biết tu sửa thì tự nhiên cái tướng hư sập đó nó trở thành ra tướng trang. Tướng trang nghiêm. Cho nên mình nhìn cái người hung dữ, đừng có quy định người này là giữ 100%, không có đâu. Phải không? Giữ mà kéo dấu hỏi ra coi nó dư. À, kéo dấu hỏi ra dư. Rồi bây giờ bỏ cái dấu ư là du. À, cho nên cái chữ giữ đó nó cũng có thể đổi tướng. Như vậy thì cái người mà tu cũng có thể đổi tướng. Cho nên cái tướng nào nó cũng không là, nó cũng là vô tướng. Ngay cả cái tướng hiền mà nếu ở gần người giữ riết, tướng hiền nó cũng mất. Cho nên tướng hiền coi chừng, không cẩn thận, không gìn giữ, tướng hiền nó cũng mất. Mà tướng giữ mà nếu biết tu trì sửa chỉnh thì tướng giữ nó cũng tiêu. Cho nên mình có được cái nhìn đó, tâm mình an lạc. Vì mình không có quy định một cái gì trường tồn mãi mãi. Sẽ trường tồn mãi mãi. Quý vị để ý, có một cái hình ảnh Đức Phật ngồi thiệt là cao, có một cái đường cầu thang thật là dài bằng xi măng dẫn người ta lên tới đài lễ Phật. Từ cái bậc thềm xi măng, từ bậc thềm xi măng như này, nó ngó lên Phật, nó cầm lên, nó mắng ngu. Nó nói tôi với Ngài cũng là thân phận xi măng,
Nhưng mà tại làm sao người ta làm ra tấm dài thòn, người ta đạp lên tôi mỗi ngày để lên lại cái cục xi măng ngồi trên. Quý vị thấy không? Xi măng đúng, nó bắn vốn với nhau. Tôi với ngài cũng là xi măng, mà tại làm sao xi măng này á, họ đạp lên tôi mỗi ngày, còn ngài cũng là xi măng mà họ lại lại ngày mỗi bữa. Thì cái xi măng Phật mới trả lời với cái cầu thang: đâu phải tôi tự nhiên mà được vậy đâu, người ta cũng đục đẽo khoét, thấy không? Ta mới đầu cục xi măng nguyên vậy, ta khoét chỗ này ta kêu con mắt, khoét chỗ này kêu cái miệng, khoét riết tôi mới ra được vậy nè. Cho nên sở dĩ mà tôi được người ta lại là tôi phải chịu đựng cho người ta đục khoét, có phải không? Quý vị biết khi mình làm tượng Phật á, mình đi tới cái hãng làm tượng á, mới đầu là tượng làm bằng đất sét. Rồi mình tới mình thấy Phật cười chưa tươi, cái mình nói ông phải làm cho Phật tươi lên. Cậu cầm cái đụng khoét, khoét. Mình đứng ở dưới này khoét sâu chút. Rồi con mắt Phật nó chưa sâu nữa, ông phải đụng mắt chỗ này cho dài ra, mắt gì ngắn ngủn vậy. Thấy chưa? Nhờ như vậy đó, đục khoét đủ thứ vậy đó, rồi cuối cùng mới để bàn lại muốn chết. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của mình, nếu mình mà không có những cái đó, để làm sao mình có thể vượt được tất cả mọi cái phàm tình. Cho nên á, thân mình tuy sống trong đời, nhưng mà tâm tư của mình luôn luôn ở trong cái phạm vi tốt để cho mình vượt cái đó. Thân thì phàm trú, nhưng mà tâm mình thì thiên trú, phạm trú, thánh trú, để cho đến một ngày mình ở được cái chỗ của Phật gọi là Phật trú. Phật trú là gì? Thường xuyên có được cái thiền định. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái định căn bản nhất đó là định thủ Lăng Nghiêm. Quý vị thường tụng Lăng Nghiêm buổi sáng không? Thường tụng diệu trạm tổng trì bất động tôn, có ai đọc câu đó không? Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Hai cái câu đó thôi là khen Phật khen Pháp đó. Câu đầu là diệu trạm tổng trì bất động tôn là khen Phật, là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động, đó là khen Phật. Bây giờ tới khen giáo pháp nè: thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu. Pháp thủ Lăng Nghiêm là vua thật trên đời hiếm có. Vậy thì thủ Lăng Nghiêm là gì? Thủ Lăng Nghiêm là một loại định, một loại định tĩnh, không có cái gì lay động được cái định đó, cho nên mình mới khen. Cho nên cuối cùng cái câu trong cái bài đó đó: thúng nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thúng nhã đa tánh là gì? Là cái hư không này, cái tánh hư không này nè, có thể tiêu mất, nhưng mà tâm bồ đề của con không lay chuyển. Mà tiếng Phạn gọi là thước ca ra. Thước ca ra là tiếng Phạn, mình âm tiếng Phạn là thước ca ra, mà mình dịch nghĩa của chữ đó là gì? Tâm bồ đề kiên cố, không có lay chuyển, trụ ở đâu. Cho nên á, cái vị mà trụ trì á, là trụ là vững đó, ở cho vững. Cho nên mình cũng vậy, ngày nào mình cũng đọc Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Vậy thì ở yên hay là ở trong đó gọi là trụ hay là trú. Thì bây giờ chúng sanh mình cứ tưởng mình ở mãi đây cho nên mình dành, nhưng mà bây giờ quán cho kỹ thì mình toàn là tạm trú không à. Ví dụ mình đi tới nhà bạn mình chơi, nói chị ơi chị có rảnh không, tuần này tôi qua ở chơi với chị tuần, với anh tuần nghe. Hết tuần lễ đó ta nói thôi tôi xin cáo từ, bữa nay tôi phải đi về, ở chỗ đó tạm. Cho nên ngày xưa Phật không có cho các thầy tỳ kheo ở ngủ một gốc cây quá 3 đêm. Ở ngoài gốc cây ngủ mà cũng sợ mình bị đấm nhiễm nữa đó.
sợ cái gốc cây đó đó, cái mình lấy đất đó, mình bào cái đất cho nó bằng, cái mình tuốt chỉa cái gốc cây đó cho nó êm, để mình gác cái đầu mình lên ngủ sướng thích quá. Thôi tuy ở ngủ dưới đất nhưng mà chỗ này so với những chỗ khác thích nhất, ở hơn. Phật không cho ở quá ba đêm. Ngày xưa là các thầy ở trong rừng thì phải như vậy, còn bây giờ á mình hơn ngày xưa quá chừng. Hồi xưa đi giảng á, đi bằng đi gì, đi bộ, còn bây giờ mình đi máy bay, mình đi xe hơi, mình sướng hơn ngày xưa không? Vậy mà mình còn chưa bằng lòng nữa, phải không? Hồi xưa Phật tử cư sĩ mà đi chùa đó chỉ có một mảnh áo trắng thôi, có miếng vải trắng phủ lên người mỗi lần vô lễ Phật tụng kinh. Còn mình bây giờ ha, áo tràng lam, rồi vải thì vải gì đó, rồi bây giờ còn thiêu bông, rồi khắc tên, rồi sợ mất thiêu pháp danh, rồi sợ mình lạc địa chỉ chùa đạo tràng gì, ôi cha, cái áo mình nó đủ kiểu lên hết. Vậy mà đứng tụng kinh đó, ngồi nghe pháp á, lẩm đảnh cái rờ cái áo bà chị kế bên, giải này đâu tốt quá. Chị thỉnh nó đâu vậy? Quý vị thấy không, ngày xưa Phật là đệ tử Phật là chỉ có miếng vải trắng đi vô lễ Phật mà. Còn mình bây giờ một cái áo tràng, nhưng mà phải vải gì, màu gì, may ở đâu. Hồi đó các thầy ở trong chùa nghèo, phải lượm vải tang của những người đến chùa làm đám. Người ta xả tang xong không có cho đốt, ủi kéo thẳng tấm vải đó ra, xong rồi kết lại, kết từng cái chiếc khăn tang, đến khi nào tấm vải đó đủ 4 mét mới cắt thành bộ đồ. Cho nên kêu là mặc vải tang. Ngày xưa kêu, rồi bây giờ mới lấy cái vỏ măng cục, vỏ măng cục hay là vỏ trái nâu với trái sồng á, nhuộm cái đó, cho nên là kêu nâu sồng. Lấy cái màu của trái sồng, củ sồng để mà nhuộm. Rồi hồi xưa mình nghèo, mình có một cục xà bông, ở Việt Nam kêu là xà bông đá. Quý vị nhớ cục xà bông đó không? Một cục đó thôi mà nó tổng trì, nó đà la ni. Giặt đồ cũng cục xà bông đó, gội đầu cũng cục xà bông đó, tắm cũng cục xà bông đó. Có phải vậy không? Cục xà bông đó thật sự, lúc đó cục xà bông đúng nghĩa là đà la ni. Vì chữ đà ra ni nghĩa là tổng trì, tổng tất cả pháp, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Một cục xà bông mà chúng ta xài mọi việc vẫn sống hạnh phúc như thường. Bây giờ xà bông tay, xà bông body, xà bông đầu, đủ kiểu xà bông mà tóc cứ rụng, tại vì xài không đúng xà bông. Ở Việt Nam một cục xà bông đá mà có thấy rụng gì đâu. Còn bây giờ đủ kiểu xà bông mà tóc vẫn rụng. Rồi mà hễ mà thấy mà rụng nhiều chết cha rồi, phải kiếm xà bông khác chứ, xà bông này có bộ không hát mà. Cho nên á, cái chữ mà chúng ta thường tụng á, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni đó, thì cái chữ đà ra ni là gì? Là tổng trì. Nghĩa của chữ đà ra ni là tổng trì, tổng tất cả các cái nghĩa đó, để chúng ta trì tất cả các cái nghĩa đó. Thì cuộc đời này cũng vậy, chúng ta phải thấy tất cả là vô tướng, để chúng ta đi tới vô tác là không có khởi ý gì nữa hết. Cái thân này còn sống được, sử dụng nó. Bệnh thì uống thuốc, uống hết nổi nữa rồi, nó không chịu thuốc nữa rồi thì đi. Bây giờ có muốn ở lâu cũng đâu được, tại vì nó đã tới giờ rồi, phải không? Bây giờ mình đâu có muốn răng nhức đâu, nhưng mà đến cái tuổi răng nó phải đau, đau nhờ đau nó mới rụng, chứ nếu nó không đau sao nó rụng được. Cho nên có nhiều khi nói trời, tôi thấy cái anh đó khỏe cùi cùi à, tự nhiên chết. Mình nói vậy thôi chứ đâu có tự nhiên chết, trúng gió mới chết, đứng tim mới chết. Nhưng mình nói theo cái nghĩa thông thường là tôi thấy anh đó mạnh cùi cùi tự nhiên chết. Tại mình nói vậy thôi chứ thật sự không ai mà tự nhiên chết, phải có cái nguyên nhân để chết. Giống như bây giờ mình nói vậy đó, tự nhiên cái nó tới nó chửi tôi à, không có đâu. Mình gieo lúc nào mình đâu có chết.
Phải không? Nhiều khi á, mình đang nói phone với người đó, vừa rút cái phone mình xây qua mình nói là xấu ta mà mình quên tắt cái phone. Người ta ở đầu dây bên kia, người ta cũng chưa kịp cúp, người ta nghe mình nói, trời, ta để cái phone ta nghe hết. Lần sau ta gặp mà ta tỉnh bơ, mà ta chọt mình mấy câu vậy đó, mình nhột ghê vậy đó. Cái bắt đầu cái mình nghi ngờ cái người kia, ủa sao bữa hôm tôi nói cái anh đó vậy mà bữa nay anh biết hết trơn. Không, có trên cuộc đời này có những cái mình không có nhớ, thậm chí mình quên đó. Cho nên cái người mà có được cái thấy đó, thấy được cái vô tướng đó, cho nên cái tâm họ sống họ bình an, họ bình an lắm. Cái đó là sống trong bậc thánh, cái đó gọi là thánh trú. Còn Phật trú là Phật có cái thiền định, Phật có cái định, không có gì lay chuyển được. Cho nên thưa đại chúng, mình chưa chứng thánh thì không thể tin tâm mình được. Tại tâm mình là cái tâm biến dịch, thay đổi dữ lắm, thay đổi liên liên. Mình thương khác, mình ghét khác, lúc mình mặn nồng khác, lúc mình lợt lạc nó khác. Vì vậy cho nên an vị Phật là cái lễ để nhắc nhở mình phải an vị một giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là giác ngộ, an vị sự giác ngộ nơi tâm mình. Mà khi mình an vị được sự giác ngộ ở tâm mình rồi đó, thì mình sống an lạc lắm. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, bây giờ mình biết mình tu chưa có giỏi, nhưng mà so ra với hồi mình chưa tu có khác không? Khác xa. Mặc dù mình chưa giỏi nhưng mà hồi mình chưa tu nó khác, hồi mình tu rồi nó khác. Chưa tu á, người ta nói mình câu, mình kiếm cách mình trả đũa. Bây giờ tu rồi, mình nhịn, tới vậy 10 lần mình nhịn cũng được 7 rồi đó. Cho nên chưa tu và tu rồi nó có khác. Mặc dù mình chưa bằng ai, nhưng mà quán chiếu lại mình thấy mình có sự thay đổi. Mình có sự, có cái sự gì? Có cái sự vô thường trong đó. Ngày xưa mình dữ dằn lắm, nhờ vô thường cho nên mình được như vậy. Vì vậy cho nên á, mình nhớ đời này là tạm, cho nên gọi là tạm trú. Nhưng mà trong cái tạm trú này có một cái thường trú. Cái thường trú này là gì? Là thiên trú, là phạm trú, là thánh trú, là Phật trú. Thiên trú là mình trú bằng tâm từ bi, tâm bố thí, tâm thiện lành. Phạm trú là mình trú bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thánh trú là mình trú ở trong tâm vô tướng, vô tác, vô nguyện. Phật trú là mình trú trong định tĩnh. Thật ra nhiều định lắm, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ một cái định như là định Lăng Nghiêm. Bây giờ quý vị có bao giờ nghe chữ kinh Kim Cang không? Có không? Kim Cang là gì? Là một cái chất rất là cứng, không có cái gì đập vỡ được. Cho nên nhà Phật dùng cái chữ Kim Cang để ví dụ như tâm của mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng một câu, để đại chúng lấy cái câu này làm cái đề mục mỗi khi sự việc nó đến với mình. Trong kinh Kim Cang có một câu rất là hay: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm ở đời, hễ cái gì có hình tướng đều là hư giả. Nhớ không? Phàm cái gì có tướng, cái đó là giả. Nhớ vậy đi. Còn nếu giỏi nhớ tiếng Hán thì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có tướng, cái đó là giả. Rồi bây giờ thí dụ như hôm nào ta khen mình một câu cái vui lên, cái nhớ liền trong kinh Kim Cang: cái gì có tướng, cái đó là giả. Cái thì sao? Hồi nãy mình định vui overheat, không? Lắng xuống, bình thường. Để chi? Để mai mốt lỡ người ta có chê, giận lên, buồn lên, cái nhớ câu này nữa: phàm sở hữu tướng, và cái gì có tướng, cái đó là giả. Như vậy người ta khen cũng là giả,
người ta chê cũng là giả. Tại sao người ta chê? Tại không hợp khẩu vị người ta. Ví dụ mấy người bên Việt Nam mới qua mà chưa bao giờ biết đồ ăn Tây, đồ ăn Mỹ, cho ăn pizza, ăn spaghetti, trời ơi cái gì mà ghê quá, chua chua khó ăn. Mình nói bà không biết thưởng thức gì hết, đồ ăn ta ngon vậy, tại sao ta không hợp khẩu vị thôi, ta mới chê nó là dở. Mình ăn hợp khẩu vị thì mình khen là ngon. Như vậy thì cái khen cái ngon nó có đúng nghĩa không? Không, chẳng qua là cái khẩu vị của mọi người. Vậy khẩu vị của mọi người là giả hay thật? Giả. Và tại sao ta nói vậy cái mình lại buồn vui theo cái tiếng đó? Như vậy thì quý vị thấy cái câu đó đủ cho mình tu thiền chưa? Cái câu đó đủ cho mình trú cho nó chưa? Câu đó là thánh trú đó, câu đó là phạm trú đó. Thánh trú, phạm trú hay là Phật trú là gì? Dụng cái câu đó, lấy câu đó để trụ cái tâm mình cho nó vững. Ta khen bình thường, tại sao phải giữ bình thường? Chỉ có tâm bình thường mới sống bình thường. Còn tâm mình bất thường thì mình cũng sẽ sống bất thường. Có nhiều khi mình nói người ta, cái anh đó tôi thấy anh hơi hơi bất thường ghê, lát vui lát buồn. Mình giống không? Mình cũng y chang gì đâu. Có khi vui khi buồn, có khi một ngày mình tám giác nữa mình không thấy, phải không? Cho nên giữ được bình thường là trú, trú trong đó. Cho nên thập phương thường trụ tam bảo, thường trụ trong Phật Pháp Tăng thì mình sống bình an. Vì vậy cho nên thân này tuy sống ở đời nhưng chúng ta rần vẫn hằng vui là vì chúng ta biết đời là tạm trú. Nhớ không? Đời là tạm trú. Giữ tâm mình bình an là thường, thường trú. Mà có được cái thường trú đó là có một viên ngọc. Viên ngọc này làm cho mình an, cho nên gọi là ngọc an. Tên của tỉnh xá này đó. Viên ngọc tuy nó nhỏ nhưng mà có nó im. Hột xoàn đeo tay chút nị à, mà có trong tay thích lắm. Lâu lâu xè nhìn nó chút. Rồi lâu lâu mà ngồi thầy mỏng giảng buồn ngủ quá, cái ngồi cúi xuống cái khà. Nó nhỏ nhỏ mà nó có rõ. Nó nhỏ mà có nó bụng yên. Cất nó trong tủ, bỏ trong safety box ở nhà băng á, biết nó nằm trong đó đó. Mạng tháng mở một lần, khó nó không thấy. You still here, đóng lại. Cho nên thưa đại chúng, khi mình nhìn lại mình thấy mình còn tiền, còn của, còn ngọc vui. Cái vui đó tạm, ăn trộm vô hết. Hữu sự phải xài nó hết. Nhưng mà có cái viên ngọc ở trong lòng này, viên ngọc này nó làm mình an. Càng xài càng nhiều, càng xài càng nhiều. Tiền của càng xài càng mòn, Phật Pháp càng dụng càng cao, càng cái tu của mình đó, càng tu nó càng nở, càng nở. Còn tiền của vật chất càng xài càng mòn càng hết. Cái thể xác này càng dụng mau già, mau bệnh, mau chết. Còn tâm này càng dụng càng vững, càng dụng càng vững. Cho nên kêu là dụng tâm. Dũng tâm mà vững rồi thì cái thân xác này nó thay đổi bình thường. Vì mình biết rõ đời là tạm trú, tu là thường, thường trú. Mà thấy được cái đó, lúc nào mình cũng có một viên ngọc trong lòng mình, nhớ tới nó là an. Vậy thì viên ngọc an hôm nay là gì? Cái gì có tướng, cái đó là giả. Hiểu được như vậy, sống trong tạm trú mà tâm thì thường, thường trú. Được như vậy thì đúng với cái câu mình tụng: tùy sở trụ xứ thường an lạc, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Thôi xin chúc cho đại chúng lúc nào cũng có một viên ngọc trong lòng. Viên ngọc an đã có, bây giờ chỉ cần mỗi ngày đem ra chùi mài làm cho nó sáng lên. Lâu lâu ngó lại an, như cái hộp son để trong tay vậy. Không, lỡ mà rửa chén cái nhìn là ủa đâu mất tiêu rồi. Quýnh quán đi tìm. Nhưng mà chúng ta bỏ mất hết ngày này tháng nọ đi tìm một viên ngọc đó, nhưng mà mất tâm không chịu tìm,
mất tiền mất của tìm quá chừng kêu cảnh sát đấy chứ. Mà khi tâm mình mất, quên kêu thầy: thầy ơi con mất tâm rồi, giúp cho con tìm lại tâm con. Mình mất của kêu cảnh sát, mất tâm nhớ tìm thầy, tìm mạc đạo, được không? Rồi, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay ở ngoài trời rất là lạnh. Thưa đại chúng, hôm nay chủ nhật hàng tuần cũng là tuần lễ cúng thất cuối cùng, gọi là chung thất của sư cô Pháp Tịnh. Thì tuần tới đây, ngày thứ bảy, chúng ta sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Sáng chủ nhật là lễ hiệp kỵ, tức là trước Tết mấy ngày chúng ta sẽ có cái lễ hiệp kỵ tất cả ông bà tổ tiên nội ngoại theo cái truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam, là mỗi lần Tết đến thì chúng ta nhớ đến cội nguồn tổ tiên và chúng ta hướng về chư vị để mà tưởng niệm. Thường thường theo cái truyền thống đó, thì khi một người mới mất, chúng ta thường gọi là cúng bảy cái thất, là chúng ta thường gọi là cúng thất. Cúng thất tức là cúng bảy ngày, cúng bảy ngày mà cúng bảy lần như vậy. Cái tuần lễ đầu tiên chúng ta gọi là sơ tuần, cái tuần lễ đầu gọi là sơ thất hay là sơ tuần. Rồi tuần thứ nhì, tuần thứ ba cho đến cái tuần cuối thì chúng ta gọi là chung thất. Chung thất là gì? Chữ chung nghĩa là kết, là cuối. Sau khi bảy thất rồi thì chúng ta cúng 100 ngày, đây gọi là 3 tháng 10 ngày. Thì cái quan trọng nhất là cúng 49 ngày. 100 ngày là mình cúng thêm, cúng thêm để mà trước khi chúng ta đi vào một năm. Thì có nhiều vị không rành thì giáp một năm kêu là cúng dỗ, nhưng mà thật sự là một năm thì chưa gọi là dỗ. Một năm là chúng ta gọi là giáp năm, mà nói theo cái từ chuyên môn là tiểu tường. Tại vì ngày xưa đó, người ta phải để tang 3 năm, chứ không phải như bây giờ là 49 ngày chúng ta xả. Ngày xưa là phải để tang 3 năm. Nhưng mà nói 3 năm chứ thật sự là 2 thôi, tại vì năm chết là tính năm rồi. Rồi 2 năm nữa trọn thì coi như là 3. Thì cái năm đầu tiên á, chúng ta không có gọi dỗ, mà chúng ta gọi là tiểu tường. Đến năm thứ 2, năm thứ 2 tức là năm 3 đó, năm thứ 3 đó, thì đúng 3 năm là xả tang, cho nên gọi là đại tường. Đại tường còn gọi là mãn tang, xả tang. Rồi bắt đầu từ cái năm thứ tư thì gọi là dỗ, cái đó gọi là dỗ đầu, cái là cái dỗ đầu tiên đó. Là từ đó về sau bắt đầu mới kêu là dỗ 1, dỗ 2, vậy nó tùy mình. Nhưng mà 1 năm thì không gọi là dỗ. Đó là theo cái cách xưa của người Việt mình. Khi mình còn ở trong bụng á, tính 1 tuổi rồi, cho nên khi sanh ra là được 1 tuổi. Thì hỏi tại sao nhiều người thắc mắc nữa, tại sao tuổi ta thêm 1 tuổi mà tuổi Tây lùi 1 tuổi? Hay tuổi Tây là phải đúng ngày mới kêu 1 tuổi, còn Việt Nam mình là cứ Tết là kêu 1 tuổi rồi đó. Hãy cứ đầu năm Tết vô là mình nói năm nay ta được 1 tuổi. Còn mấy đứa nhỏ ở đây là tháng 10, mới có tháng 11 à, hay là 10 tháng 12, nó sanh ngày 30 tháng 12 mà 29 kêu nó trọn tuổi nó cũng chưa chịu, phải ngày mai kêu nó mới chịu. Nhưng mà người của mình tính là đúng, tức là khi mình ở trong bụng 9 tháng là hết năm rồi, thì sanh ra là mình được 1 tuổi rồi. Nhưng mà theo Tây Phương là có mặt mới tính tuổi, theo Tây Phương là có mặt ở đời này mới tính tuổi. Còn mình đó, khi mình hiện hữu ở trong bụng mẹ đã là 1 tuổi rồi. Vì vậy mà khi mình mất, khi mình mất, khi nhiều vị sẽ hỏi là nếu mà tính 7 ngày hay 49 ngày tính từ ngày nào? Tính từ ngày mất. Cái ngày nào mất là ngày đó tính ngày. Nếu mà thí dụ mất chưa tới 12, chưa qua 12 giờ khuya, 11 giờ đêm thì cũng như tính ngày, hay là sáng sớm của ngày hôm đó là tính 1 ngày. Rồi ngày đó là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, đếm tới sau 7 ngày thì kêu 1 thất.
Nhưng mà qua đây thì cái thất của mình nó du di, miễn sao nó rơi nhầm cái chủ nhật. Có khi cúng sớm mấy ngày, có khi cúng trễ mấy ngày, để cho thuận tiện mọi người cúng trong vòng 49 ngày. Thì Pháp Hòa nói thêm một chút như vậy để cho một số quý vị chưa có rõ thì sẽ được hiểu cái cách tính 49 ngày rồi 100 ngày rồi giáp năm. Giáp năm gọi là tiểu tường, 2 năm là tức là 3 năm đó, xả tan gọi là đại tường. Rồi kể từ năm thứ tư đó bắt đầu tính dỗ thứ nhất, dỗ thứ nhì, dỗ thứ ba. Còn thí dụ như một người mà mới mất, theo truyền thống của người Việt mình là phải có cái lễ, chúng ta nói theo ngoài đời là liệm đó. Còn nói theo cái chữ nghĩa chút xíu là lễ nhập quan. Nghe chữ nhập quan nó dễ nghe không? Vậy là lễ nhập quan. Còn nếu như mà gì đó mình nói ví dụ như bưng cái xác đi, mình kêu là nhục thân, thí dụ vậy đó. Thường thường quý vị biết là ngoài đời ta kêu là quá vãng nè, mất nè, qua đời nè, từ trần gì đó. Nhưng mà đối với người tu là một chữ thôi, đó là tịch. Chữ tịch là gì? Tịch là đi vào cái chỗ vắng lặng, đi vô cái chữ vắng lặng, mà vắng lặng tròn vẹn, cho nên gọi là viên tịch. Người tu thì ai cũng phải vắng lặng. Thí dụ mình tu mà tối ngày tâm mình cứ ồn ào náo động hoài đâu có tịch. Cho nên khi mình ngồi thiền đó là lúc đó mình trở về với cái trạng thái tĩnh lặng của mình. Mình sống ở trong chùa, mỗi ngày mình yên tĩnh, mình tu hành, đó là tịch đó. Chứ không phải chết với tịch. Nhưng mà khi mình nhắm mắt đi rồi, mình không còn hiện hữu trên cõi đời, không còn hoạt động gì nữa hết, thì chúng ta gọi là tịch. Nhưng mà cái chữ để nói lên cái chữ viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn của sự vắng lặng thì chúng ta gọi là viên tịch. Còn người đời thì gọi là từ trần, qua đời, gì nữa, mất, nói tiếng Việt Nam là chết. Còn ngoài, nếu mà mình nói theo ngoài đời nữa là ngủm củ tỏi. Mình những cái từ nói chơi, nhưng mà cái từ mà nhân gian mà dùng chữ cho đúng là người đó từ trần vào ngày nào, qua đời vào ngày nào, hay là quá vãng vào ngày nào, hay là những Phật tử có tu hành chút gọi là vãng sanh vào ngày mấy, tháng mấy vậy đó. Thì thưa đại chúng, mình người học Phật á, hay nói tóm lại là mỗi ngày chúng ta luôn luôn khuyến khích mọi người và chính bản thân mình sống thì mình có một cái cặp mắt. Con mắt này gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Tức là mình có con mắt để mình nhìn, để mình lựa chọn, mình quán chiếu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ăn buffet, trước khi ăn mình cũng dòm một cái. Dòm để làm chi? Nhìn một cái để mình coi coi mình lựa cái món nào mình thích mình ăn. Hay là trong khi mình ngồi trong bữa ăn á, mình ngồi mình nhai miếng cơm, chứ thiệt sự mắt mình nhìn vô mấy món kế á. Coi coi món nào mình thích cho mình lựa, phải không? Để mà vừa xong món này thì tay mình gấp đúng cái món nãy giờ mình chấm rồi đó. Ngoài đời nó hay dùng cái từ đĩa. Thì Phật học á, chúng ta dùng cái từ trạch pháp, nghĩa là chúng ta có con mắt để chúng ta lựa cái pháp. Cái pháp nào nó lành, nó thiện thì chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Cái pháp nào nó không lành, không thiện, chúng ta bỏ. Người sống mà không có cặp mắt trạch pháp á, thì nguy hiểm lắm. Tại vì mình có thể mình nhìn, mình bắt chước những cái không hay. Ví dụ quý vị thấy á, mình thấy con của mình nó rất là nhanh lẹ, lúc nó lẩm đẩm, nó nhỏ mà mình nói cái gì á, nó học cái câu đó liền. Khi mà mình biết được rồi á, là bắt đầu mình phải cảnh giác. Đứa nhỏ này không nên nói tầm bậy trước mặt nó, hay không nên có những hành động trước mặt nó. Nó có thể nó nhìn, nó bắt chước. Mình nuôi con, nuôi cháu, mình phải để ý cái đó. Tùy cái tánh, có đứa thì nó khù khờ, nó hiền lành, có đứa nó rất là nhạy bén. Chỉ cần mình nói nhẹ nhẹ thôi là nó hiểu mình nói cái gì. Có nhiều đứa đó, nó không hiểu mình nói tiếng Việt, nhưng nó biết mình đang nói xấu nó đó. Không biết quý vị nuôi con nuôi cháu, quý vị có thỉnh thoảng quý vị có nhận ra cái điều đó không? Súng lại người lớn với nhau mà nói nó không hiểu mình nói cái gì, nhưng mà nó biết chắc một điều là mình đang nói nó.
Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mấy chú tiểu tiếng Việt vô chùa ở đâu có rành. Rồi nhiều khi mấy bác mấy cô mà ngồi nói mà mấy ảnh đi ngang mà ảnh nghe mà ảnh biết hết á. Biết là không hiểu là cô đó nói cái gì về mình, nhưng mà biết là bác ảnh vô nói cô đó đang nói xấu con. Thưa đại chúng, cái đó gọi là trạch pháp đó. Để mình nhìn để mình thấy. Còn nếu như mình nói theo ngoài đời là gì? Mình sống là mình luôn luôn mình nhìn cái gương của người khác để mình tiến lên. Hồi xưa người ta thường hay viết những cái cuốn sách như là gương hiếu hạnh, gương này gương kia vậy. Thì ở Trung Hoa đó, người ta có một cái quyển sách gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu. Nhị Thập Tứ Hiếu tức là 24 câu chuyện về hiếu thảo. Ngày xưa hồi nhỏ là ai đi học cũng phần lớn đều biết cái cuốn đó hết. Rồi sau này có là ngoài cuốn Nhị Thập Tứ Hiếu nó còn gương 100 cái hiếu, người ta gom thêm vô. Hay là người ta gom những câu danh ngôn, câu mà tốt lành để người ta gom thành những cái tập để người ta hướng dẫn cho mình, mỗi người mình mỗi ngày mình đọc cái đó để mình noi theo cái gương đó. Vậy thì trong thế gian này người ta viết những câu hay, người ta có những hình ảnh đẹp để làm gì? Để nhằm mục đích hướng cái tâm của chúng ta, hướng tâm của mọi người tới cái chỗ thiện lành. Ngay cả khi mình đi vào trong chùa, tại sao trong chùa có nhiều hình Phật, rồi mỗi hình Phật bắt ấn rồi dáng vẻ khác nhau? Bởi vì mỗi một hình ảnh là biểu tượng cho một cái đức hạnh, cái đức tánh tu hành. Mình nhìn cái vị đó mình học cái hạnh đó. Ví dụ như mình nhìn Phật Di Lặc, miệng cười bụng bự, thì khi mình nhìn ổng cái là mình phải tức cười à. Thì bây giờ mình biết cái hạnh của ông này là gì? Hoan hỷ vui vẻ đó. Rồi mình nhìn hạnh của Đức Quan Âm thì mình học cái hạnh từ bi. Mình nhìn Đức Phật Di Đà, học cái hạnh thanh tịnh. Cho nên mỗi một vị Phật bắt ấn giơ tay, thí dụ như Ngài Văn Thù trên tay cầm cây kiếm, thì nhắc nhở mình là phải có trí tuệ sắc bén như cây kiếm, có thể chặt đứt mọi phiền não. Chứ không ông Bồ Tát nào ông dữ dằn quá, ông cầm kiếm ông rượt ai. Mà cái kiếm đó là biểu tượng cho trí tuệ, cho sự thông minh của mình. Thông minh là nói cái từ cho dễ hiểu đó, chứ thông minh chưa phải là trí tuệ. Đấy không? Tại vì thông minh là tại vì mình do mình học, mình nhạy bén rồi mình phân ra, mình có cái thế gian trong đó nữa. Nhưng mà trí tuệ là không. Trí tuệ là do mình tư duy, mình quán chiếu. Tiếng Anh dịch là wisdom hay là insight, chứ không phải là intelligence, không phải là clever. Thông minh chỉ là intelligent, là clever thôi, là do học mà có, nhạy bén mà được. Trí tuệ thì không, không ai cho mình được trí tuệ. Trí tuệ là phải do mình tu, nhờ mình trạch pháp rồi mình theo đó mình tu, từ đó có trí tuệ. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, mình noi gương người khác, rồi người khác noi gương mình. Ví dụ như hồi nhỏ mình thấy cha mẹ sống như vậy, cái mình noi gương cha mẹ. Rồi mình sống như vậy, cái con cái mình nó noi gương của mình. Cái gương là gì? Là cái hình ảnh phản chiếu lại. Có nhiều khi bây giờ mình không có hiểu tại sao phải thắp nhang cúng, nhưng mà hồi nhỏ mình nhớ ba mẹ mình cúng vậy đó. Tết là bày ra cái bàn thờ cúng thì mình làm y chang, nhưng biết tại sao. Nhưng mà trước hết là mình thấy giờ tôi bắt trước tôi cúng vậy đó. Nhưng mà cũng rất hy vọng là thôi cũng được, đi không hiểu mà làm mà theo ông bà cũng được. Nhưng mà mình nhớ là bây giờ nó hay hơn nữa là mình học cái hạnh cách đó rồi, rồi mình tìm hiểu là tại sao. Tại sao như vậy? Tại sao mình phải thắp nhang? Tại sao mình phải cúng một cái bàn trái cây, một cái bàn thờ như vậy? Đó là mình nói một cái việc thôi, chứ còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống mà mình đều noi gương của người khác. Khai ra khi mình đi vào trong chùa, mình thấy ai hay ai giỏi, mình noi gương theo cái vị đó. Cho nên một người đệ tử là nhìn vào cái hạnh của thầy, nói theo ngoài đời là cái gương hạnh của một vị nào đó để mình học theo. Thì trong kinh á, Đức Phật có nói á, Đức Phật dạy mình á, có 5 điều mình có thể làm để cho cái gương này nó sáng lên và người khác có thể nương theo đó.
Trong đó có một cái điều Phật gọi là chu toàn phận sự. Rất hay. Bây giờ đại chúng nghiệm lại coi, mình ngồi ở đây là có người nào mà không có một cái bổn phận gì phải làm không? Không có. Ai cũng phải có một bổn phận. Thí dụ Pháp Hòa hồi mới là đi tu là phận sự một chú tiểu, thì mình cũng phải chấp lao phục dịch trong chùa. Rồi lớn lên mình thay thế thầy, mình làm tri sự. Tri sự là gì? Là cái ông mà biết tất cả sự việc trong chùa. Nói theo bây giờ ngoài đời là quản gia đó. Và cho nên chữ Hán hồi xưa người ta nói tri sự hà sự bất tri. Ông tri sự có chuyện gì mà không biết? Tri sự là biết việc, mà có việc gì mà không biết? Cho nên cái câu người ta đặt ra là tri sự hà sự bất tri. Thì mình làm một cái người phó trụ trì hay là tri sự thì mình có bổn phận. Rồi cái tới hồi lớn lên nữa, cái mình phải lãnh trách nhiệm làm trụ trì một cái chùa. Và trụ trì cái chùa thì có cái bổn phận của người trụ trì. Bổn phận của trụ trì thì cũng giống như mình nhà, bổn phận chủ nhà vậy đó. Con nó đi học về nó chơi thôi, chứ nó có bao giờ nó hỏi má má tiền điện tháng này nhiêu, tiền nước tháng này nhiêu. Là ông trụ trì phải biết. Tại vì hàng tháng ông trụ trì cũng nhận cái bill vô. Ông biết tháng này điện nhiêu, nước nhiêu, tiền này tiền kia chi phí nhiêu. Mà hễ mà mấy cô mà ở dưới bếp mà cần cái gì là nhắc phone ra, mấy cái shopping mà order xong bill nó về đã đem bill lên thầy. Thì mỗi người có bổn phận. Như vậy thì chúng ta sống, chúng ta không thể nói tôi không có bổn phận gì đối với ai hết. Không phải. Dù không có bổn phận đối với ai, nhưng mà chính bản thân mình vẫn phải có bổn phận đối với mình. Bổn phận đối với mình là gì? Mình phải làm sao một ngày đó mình sống mà nó không lãng phí cái bổn phận của mình. Thí dụ như bây giờ nhiều khi mình thấy một cha một mẹ nuôi nổi 10 người con, mà bây giờ nhiều khi 10 người con nuôi không nổi một ông già hay là một bà già. Rồi cái người này đổ người kia đổ người nọ, nó tội khổ vậy đó. Mà Pháp Hòa đi giảng là cái chuyện này người ta đem ra tòa hỏi hoài. Có một cái vị viết giấy lên: thầy ơi, tại sao trong gia đình 10 anh em mà cuối cùng con là người cứ lãnh ba con lãnh má con? Pháp Hòa phải an ủi nó: thôi có đó phước đó. Mà thiệt sự là cái phước. Tại vì mình được chăm sóc, mà cái người mà ơn lớn nhất trong cuộc đời mình không phải phước sao? Phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, cái mà chúng ta phải cần nhìn thấy là chúng ta phải có phận sự. Nói theo ngoài đời là bổn phận. Trước hết là mình phận sự của một người con đối với cha mẹ, một người anh đối với em, một người chồng đối với vợ, một người vợ đối với chồng. Ôi cha, trên người của chúng ta hàng chục cái bổn phận chứ không phải một bổn phận. Chưa nói mình có một bổn phận đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Bổn phận của một người Phật tử là gì? Là hàng ngày mình phải tu tập chuyển hóa tham sân si để trở thành một Phật tử chân chánh. Quy y Tam Bảo có pháp danh rồi mà hàng ngày không có chịu chuyển hóa tham sân si, còn nguyên khối nguyên cục đó, thì cái đó chưa phải bổn phận. Bởi vì Phật là người thầy chỉ dẫn cho mình cái pháp tu. Rồi mình tới Phật mình nhận, mình nói con xin nương tựa Phật là ông thầy. Xong rồi con xin quy y pháp. Quy y pháp chứ đâu phải quy y Mỹ. Quy y Đức. Này chắc quy y Đức. Đi Đức. Quy y xong rồi Đức luôn. Quy y pháp nghĩa là quy y là nương tựa vào cái lời của Phật dạy, là con đường của Phật chỉ. Rồi anh là đạo gì? Dạ tôi đạo Phật. Mà người ta nhìn mình ta thấy không có cái chút nào giống Phật hết. Không. Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Thì là mình là tự nhiên mình khi mình nhận mình là một Phật tử thì mình phải ráng sống làm sao mỗi ngày cho nó có một cái chút Phật, để ta nhìn vô ta thấy anh này một Phật tử. Quý vị thấy á, đạo Phật á không phải là một cái tôn giáo tín ngưỡng như bao nhiêu tôn giáo tín ngưỡng khác.
Mà đạo Phật là gì? Là trí, là chân lý để sống. Vậy thì chúng ta học chân lý để sống là chúng ta là đạo Phật. Mà hằng ngày chúng ta không ứng dụng một chút nào của chân lý để sống thì chúng ta chưa thể nói lên hết được cái bổn phận của mình đối với Phật. Phật không cần mình phải cung phụng Phật như thế nào, nhưng mà cái Phật cần là mình ứng dụng những cái gì mình học được trong cuộc sống của mình. Nhất là chuyển ba thứ tam độc, tham, sân, si. Vì ba cái đó độc vô cùng. Một ngày uống 2 ly sinh tố, một ngày uống 1 viên thuốc bổ. Ủa tha, chỗ nào bổ và sinh tố là mình uống hết, nhưng mà độc tố không bỏ. Độc tố là tham sân si không trừ thì bao nhiêu đồ bổ lên mà nổi nóng hồi nó tiêu hết trơn. Cho nên nóng nảy không có tốt. Nóng giận là nó tiêu, nó đốt hết những cái chất bổ người dưỡng mà mình huân vô. Vậy thì bây giờ mình có việc tham sân si, Phật đâu có lợi đâu, mình lợi. Tại vì Phật thấy tội mình quá, mua thuốc bổ uống quá trời luôn, thấy gì bổ là ăn, mà lên một cân là nóng giận là đốt hết trơn đồ bổ. Quý vị thấy không? Nó rất là thiết thực. Chỉ cần buồn rầu sầu lo thôi là ăn không tiêu, bao tử nó đau. Nếu mà vị nào có đau bao tử, mà hãy trong lòng buồn rầu một cái là bao tử nó hành. Buồn rầu một cái mất ngủ, sáng ra mặt bơ phờ, chừng tháng sau tóc bạc, năm sau da nó nhăn. Cho nên buồn rầu sầu khổ là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên ta kêu là tâm mà sầu là bạch phát, lòng mà buồn rầu là tóc nó mau bạc. Tâm sầu bạch phát, tâm mà rầu rĩ sầu lo là tóc nó mau bạc. Còn có nhiều người ta nói theo tiếng Việt nữa, khỏi cần nói tiếng Hán luôn. Tâm sầu bạch xác. Cái xác mình nó trắng sờ trắng sạch ra, nó không còn hồng hào, nó không đỏ gì nữa trơn. Vì vậy cho nên á, mỗi người chúng ta có một bổn phận. Những ai mà đi tu thì có bổn phận của một người tu. Bổn phận của mình đối với cái ngôi chùa mình đang sống, bổn phận của mình đối với con đường tu đạo của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu mà mình không có chịu khó nghiên cứu kinh điển, không có chịu tập tụng kinh, không có chịu nghiên cứu, không chịu chuyển hóa, sống buông tha theo thế gian thế đời, người ta gặp mình ta cũng chào sư cô, chào thầy vậy, nhưng mà cái chất thầy chất của một người tu không có. Thì cái bổn phận, ngay cả đó là mình đã thiếu cái bổn phận đối với mình rồi. Mình đã phụ đi cái chí nguyện mà mình đã phát rồi. Thật sự cái lỗ lã không có ai hết mà chính bản thân mình. Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình có bổn phận đối với người thân mà mình không làm, rồi khi mà cái người đó mất đi rồi mình hối hận. Mà trong khi đó cái người đó còn, mình không có lo, mình chưa toàn cái phận sự của mình. Cuộc đời thì nó vô thường, cuộc đời nó vô thường. Mà chưa chắc là mình hẹn đi thăm người đó ngày mai mà người đó còn sống chờ mình đâu. Cho nên hễ cái gì mình làm được thì mình cứ làm. Rồi ngược lại, nếu mình gặp một cái người con mà nó làm khổ mình, hay người chồng, hay người vợ, hay bất cứ ai làm khổ mình, rồi bây giờ mình làm sao? Bỏ đâu có được, thủy chung họ vẫn là người thân ruột thịt của mình. Thì thôi mình cứ làm hết tất cả những gì trong khả năng của mình đối với họ. Nếu mình quỵt thì cũng được, nhưng mà ta cho mình nợ, đời sau mình trả tiếp. Đời này gặp nhau là duyên hết mà. Mà từ cái duyên nó là cái mốc, cái duyên nó là chỉ là cái mốc thôi, mà cái chính phải trả là nợ. Cho nên ta kêu là duyên nợ. Nợ là cái chính, nhưng mà chưa có cái sự alo tìm kiếm thì đâu có mốc vô. Cho thí dụ Pháp Hòa nói mình chưa gặp người đó, mình chưa cho số phone thì không sao, một khi mà đưa họ số phone rồi thì thế nào họ cũng kiếm mình, không sớm thì muộn. Thí dụ vậy. Mà họ có cái số phone mình ở trong cuốn sổ phone rồi thì khi họ cần họ gọi. Cho nên cuộc đời này á, tất cả chúng ta gặp nhau là duyên. Nhưng mà duyên lành hay duyên dữ, duyên lành hay duyên thiện hay là duyên bất thiện, gặp nhau để làm khổ nhau hay là gặp nhau để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên con cái á, có nhiều đứa con tới nó đòi mình, có nhiều đứa con nó tới nó trả cho mình. Vậy thôi.
Rồi bây giờ quý vị nghĩ là có con là có phước phải không? Có con là vui phải không? Trong 100% vui có 25 thôi, 75 còn lại là lo. Lúc mà mình vui là lúc nó còn nhỏ đó, nó lẩm đẩm, nó theo mình đó. Rồi mình nói đâu nó nghe đó, mình nói đâu nghe đó. Mình không có lo gì hết á, chỉ lo nó ăn, nó uống, nó quanh quẩn trong nhà với mình. Cực cái xác một chút, cực cái thân chút mà không cực cái đầu. Rồi bắt đầu từ khi nó 13 tuổi cho tới nó lớn khôn, nó có vợ, có chồng, nó có con, mình lo suốt, lo cho đến nhiều khi sắp chết mà còn chưa có rồi nữa. Còn kêu nó lại nhớ lo con, nghe không? Nhớ, muốn không được. Hôm qua Pháp Hòa kể, nó có con rồi nó vui, nó khổ sao, mình đều lo hết. Rồi thậm chí nó nói, giờ má ơi, con của con để con lo, con không cần má lo. Mà mình thấy nó chăm sóc kiểu ở đây quá, mình không chịu, phải chăm sóc kiểu của mình. Rồi chính vậy là mình mới khổ. Cho nên thưa đại chúng là không thể nói rằng tôi sống tôi không có bổn phận gì với ai hết. Không phải đâu. Nghiệm lại một chút thì thấy mình quá nhiều bổn phận. Mà nói cái bổn phận, cái phận sự mà trước hết là phận sự của chính mình. Mình là một người như thế nào? Ví dụ như mình đi làm một cái người sếp trong sở thì mình sẽ có phận sự, có trách nhiệm đối với cái cơ quan mình làm việc, đối với công việc của mình, không thể thờ ơ được. Cho nên đặc biệt hơn nữa, nếu mình làm những cái người mà xuất gia học đạo thì mình phải có phận sự của mình nhiều hơn nữa. Mà thưa, khi mình thực hiện nhiều phận sự của chính mình và cho tất cả mọi người thì niềm vui nó lớn, vì mình thấy mình sống không có phí, mình sống mình rất là trọn vẹn. Không dám nói là hoàn hảo. Ví dụ như hồi đó mình nói là buổi lễ hôm nay đã được thành công một cách tốt đẹp. Chứ còn mình nói mà nghe cho nó cao siêu chút nữa, thành công viên mãn. Thật sự đời này á, chữ viên mãn là gì? Hết sức của mình thôi, chứ còn việc chưa chắc nó đã viên mãn đâu. Hôm nay mình nhận nấu một bữa tiệc, mình thường ngày mình nấu cũng ngon lành lắm chứ, mà sao bữa nay nấu sao sao á, thì thôi cũng rồi, mọi người cũng có ăn. Cho nên mình không có dám nói mình viên mãn cái gì hết. Nhưng mà nếu dùng chữ viên mãn là viên mãn hết cái phận sự, cái bổn phận của mình đối với tất cả. Thì người nào mà sống được như vậy thì Phật gọi đó là cái gương thứ nhất. Cái gương thứ nhất là cái gương người đó chu toàn cái phận sự, chu toàn phận sự. Phật Hòa thấy người của mình thương cha mẹ, ông bà, người thân, chăm sóc rất là hết lòng. Đặc biệt là khi các vị đó bệnh cho nên mình chăm sóc. Hôm rồi có một Phật tử buồn khổ khi mà mẹ, ba qua đời, thì Pháp Hòa mới nói quý cô, quý chú, buồn là đúng, nhưng mà nếu mà mình quán chiếu sâu sắc thì mình đã làm hết tất cả những gì khi cha mẹ còn khỏe mạnh, đang bệnh, mình đã chăm sóc hết tất cả rồi. Thì hôm nay ông bà có đi thì cái đó là cái lẽ đương nhiên như vậy. Thứ hai là nghe nhiều học rộng. Thứ hai, thứ nhất là mình chu toàn phận sự rồi, thứ hai là mình nghe nhiều học rộng. Tại sao cần phải nghe nhiều học rộng? Cái này chúng ta gọi là đa văn. Nghe đó quan trọng. Tại vì nhờ nghe mình mới tư duy, mình mới hiểu. Rồi nhờ cái nghe mình mới học. Cho nên nghe đó cũng phải có trạch pháp, tức là lựa cái gì tốt để nghe. Còn cái gì nó không có thiện, không có nghe. Hồi xưa đó có một cái bài nó như thế này: học giả hảo, bất học bất giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cái bài nó dài, mà Hòa trích hai câu thôi. Nếu có chút thời gian mình nói thêm. Cái câu là học giả hảo, bất học bất giả hảo, nghĩa là học là tốt hay không học là tốt. Thì vậy cho mình trả lời đó, học là tốt hay là không học là tốt. Thì các vị mới nói, người mà học, người có học như lúa như nếp,
Kẻ không học như lau như cỏ, học hòa như thảo, gọi là học giả. Học giả như hòa như đạo. Chữ hòa này là không phải hòa thuận, chữ hòa này là lúa. Tiếng Hán nó nhiều nghĩa lắm, mà khi mà viết cái chữ nó khác. Hòa này là lúa. Học giả như hòa như đạo, như lúa như nếp. Tại sao? Tại vì lúa nếp ăn được. Còn không học thì gì? Không học thì như cỏ như lau. Cỏ lau ăn được không? Ăn không được. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cảo với thảo là cỏ với lau, ăn không được. Còn nếu mình có học thì mình ứng dụng được cái học của mình trong cuộc sống thì cái đó nó xài được, ăn được, như là lúa như nếp. Như hòa như đạo hề, quốc chi lương tinh lương. Mình mà là lúa nếp thì sao? Mình có thể giúp cho đất nước gạo ngon của nước nhà, đất nước mình được dồi dào phong phú. Còn mình là lau cỏ thì chẳng làm được gì. Như lau như cỏ thì ai ghét nó? Mấy người đi cày đi cấy, ta ghét cỏ ghét lau. Còn nếu mà người cày cấy mà ta thấy lúa ta nếp thì ta khoái. Cho nên cũng như vậy, người có học như lúa như gạo như nếp thì quốc gia người ta cần, đất nước đó tốt, có lương thực. Còn không thì như lau như cỏ, không ai xài được, không ăn được, mà người cày cấy cũng không ưa. Cho nên á, quý vị nhớ là ba cái cách để phát triển trí tuệ đó là văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là mình học. Người mà không có nghe, giờ cái nghe của mình á là nghe pháp. Cuộc sống của mình á, cái lỗ tai mình nó ứng dụng nhiều lắm. Nghe nhạc nè, nghe nói nè, nghe chuyện của mình, nghe chuyện của người. Ôi cha, có nhiều khi mình không nghe nói gì, bắt đầu mình ngóng. Tại hỏi có nghe ngóng gì không? Có nhiều khi mình không nghe nói gì, bắt đầu mình hỏi, mình ngóng trong, cái đợi có ai nói gì. Hoặc là giả bộ mình tới cái mình nghe chuyện đó, mình lỡ mình khơi khơi, khơi khơi người ta có nói gì không. Nó tự mình, nhiều khi mình khoái nghe. Khoái nghe, cho nên mình khơi khơi người ta có nói gì không. Quý vị nhớ là Ngạ Nan đó là một vị đệ tử của Đức Phật, mà có cái đặc biệt là ngài nghe là ngài nhớ hết. Nghe mà ngài nhớ đến mức độ là Đức Phật khen ngài á: Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp sâu rộng như biển cả, vậy mà nó đi vào trong lòng của Ngạ Nan hết. Phật nói cái gì Ngạ Nan nhớ hết. Mà thậm chí á, khi mà nhận lời làm thị giả cho Phật, các thầy lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên đề nghị ngài A Nan nên làm thị giả cho Phật. Thưa đại chúng, là Ngạ Nan á sanh sau Đức Phật 35 năm. Tại vì theo sử á, là cái ngày mà Đức Phật đã thành đạo dưới cội Bồ Đề thì lúc đó ở hoàng cung Ngạ Nan đang được sanh ra đời. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật đã 35 tuổi, thì lúc đó A Nan mới sanh. Vậy thì khi mà Đức Phật, khi mà Ngạ Nan lớn lên, Ngạ Nan đi tu á, là Ngạ Nan đã quá xa với những cái bài giảng trước của Phật. Thì một trong 8 cái điều kiện mà Ngạ Nan đưa ra để các thầy phải chấp nhận thì Ngạ Nan mới nhận lời làm thị giả cho Phật. Trong đó có một cái điều kiện là những gì Đức Thế Tôn giảng trước kia tôi chưa nghe, bây giờ Thế Tôn phải nói lại hết cho tôi nghe. Mà nhờ như vậy cho nên những cái bản kinh xưa ngài được nghe và ngài nói lại cho mình nghe. Tại vì thời trước á, không có cái vấn đề ôn tụng. Cho đến khi Phật mất rồi, 100 ngày sau bắt đầu tổ chức cái đại hội đầu tiên là kết tập kinh điển, tức là mời các thầy lên tụng. Thời Phật chưa có giấy viết, không có giấy viết cái gì hết, cứ tụng thôi.
Cho nên cái hình thức mình tụng kinh bây giờ là một hình thức bắt chước lại thời xưa đó. Phật nói xong rồi các thầy tụng tới tụng lui, ôn tới ôn lui, để cho cái lời dạy đó không có mai một. Cả ngàn năm sau bắt đầu mới có giấy viết. Phật giáo có 5 lần, 6 lần kết tập kinh điển. Mà lần kết tập kinh điển cuối cùng là ở tại Miến Điện. Mai mốt ai đi Miến Điện sẽ được tới cái chỗ đó, cái chỗ kết tập kinh điển lần cuối của Phật giáo. Đó thì người ta nói á, bất học giả minh minh như dạ hành. Người không học á, mờ mờ như đi trong đêm vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói một chuyện thôi. Có nhiều khi Phật tử mình đi chùa chứ có nhiều cái mình mờ mờ không hiểu rõ. Nhưng mà hỏi là không hỏi à. Hỏi sao vậy? Mắc cỡ. Ví dụ như ngày Chủ nhật lâu lâu nói đại chúng có ai có câu hỏi gì hỏi, rồi quý thầy sẽ nương vào đó trả lời. Thì mình thấy cái gì mà không hiểu mình hỏi. Nói cái chuyện giờ hỏi tại sao mà áo tràng biết không? Mình cũng biết vậy thôi, tôi thấy ta mặc thì tôi mặc vậy thôi. Cũng biết vậy mà biết mờ mờ vậy đó. Minh minh như dạ hành vậy đó, cũng đi, cũng làm như người ta vậy đó, mà ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy. Cho nên cái gì mình không hiểu là mình phải hỏi. Tại sao cái áo tràng mình mai cái cổ lên vậy nè, ở ngay cái giữa này nó chấn một chấn nè. Quý vị nhìn kỹ cái áo tràng nè, có một cái đường chỉ ngay đây. Tại sao ta chấn chấn ngay đây? Không, tại sao cái áo tràng mình xếp là mình phải nắm ngay cái xương sống, mình nắm ở phía sau của cái lưng mình nắm trước, mình xếp vô. Tại sao cái áo tràng của mình màu lam mà không màu đỏ, màu tím, màu hồng gì mà lại là màu lam? Sao mình không thắc mắc mấy cái đó? Rồi tại sao thắp nhang rồi có khi thắp 3 cây, có khi thắp 1 cây? Chịu khó hỏi mấy cái đó đi. Hỏi tại sao Phật lại 3 lại? Biết không? Hình như tôi cũng biết á. Hình như tôi có nghe thầy giảng ở đâu á. Đó. Như dạ hành vậy, như đi trong đêm vậy đó, cũng đi nhưng mà mờ mờ ảo ảo vậy. Cho nên bất học giả minh minh như dạ hành, người không học thì mờ mờ như đi trong đêm. Cho nên mình là Phật tử, những cái căn bản mình phải biết, mà không được biết thì phải tìm tòi trong các cái bài giảng. Tại vì quý vị không hỏi chứ đi giảng khắp nơi là người ta viết câu hỏi trả lời không hết. Thường thường mà đi giảng là người ta viết câu hỏi là phần lớn là không bao giờ trả lời hết câu hỏi. Ta hỏi nhiều lắm. Ta hỏi nhiều lắm. Nhưng mà mình đây tại vì mình có sẵn rồi. Chứ mình không thấy cái gì là nó quý, nó cần thiết. Nhưng mà hỏi ra là không biết gì hết. Cho ví dụ mình không biết là mình phải đi tìm băng giảng mình ấy, còn không là mình trực tiếp đến những người thầy mà ở địa phương của mình có trách nhiệm bổn phận hướng dẫn mình thì mình phải hỏi. Tại sao lại Phật lại ba lại? Tại sao có khi lại người chết hai lại mà có khi lại bốn lại? Rồi khi nào mới gọi là hương linh, mà lúc nào gọi là chân linh, mà lúc nào gọi là giác linh? Còn mình bây giờ cái gì cũng biết là kêu linh tinh. Cũng linh nữa mà linh tinh. Chuyện chính không biết. Biết chuyện trên trời dưới biển linh tinh nhiều lắm. Người nào mà thọ tam quy năm giới gọi là hương linh. Tức là cái linh này có một chút hương tu hành. Người nào thọ thập thiện giới, Bồ Tát giới, Sa Di giới gọi là chân linh. Linh này bây giờ đã có cái đường chân chánh để đi. Người nào thọ tỳ kheo ni giới gọi là giác linh. Cho nên là vong linh là người không có thọ giới, quy y. Người nào thọ giới quy y gọi là hương linh. Thọ năm giới, thọ tam quy là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Nói chung là có một chút tu hành rồi, có chút hương rồi,
hương linh, rồi chân linh, rồi giác linh. Cho nên mình lúc đừng có đợi lúc mà mình sắp đi rồi mình mới kêu nhờ thầy tới quy y. Lúc đó hỏi, lúc đó mình chỉ nằm mình thở ra không à, đâu có biết gì nữa đâu mà quy y. Bởi bây giờ mình chỉ còn có quy tay thôi chứ còn có quy y. Cho nên lúc mình còn tỉnh táo, tâm thức mình còn, mình phát tâm, mình quy y để cái tâm mình hướng về cái đó. Mà bây giờ cái phương tiện nghe pháp không khó, cho nên đại chúng chịu khó nghe. Người ta chịu khó, người ta làm những cái bài, người ta giảng để cho đưa chuyển tải đến mình. Chỉ cần một ngày để ra nửa giờ ngồi. Thậm chí bây giờ tệ hơn nữa, quý vị cứ nấu ăn, quý vị mở băng, quét nhà mở băng. Nhiều khi một bài giảng nghe tiếng mình đi vòng vòng vậy đó, nhưng mà nhiều khi kệ, nghe câu nào lọt vô đỡ câu đó. Còn ví dụ mình mở nhạc nghe cho vui vậy thôi, mình nhớ nhạc cũng, nhạc nó không đưa mình đi đâu hết đó. Và nếu được nữa thì càng thác bà. Trong bát bộ, Thiên Long bát bộ đó, là Atula càng thác bà, Ca Lầu La Khẩn Na La, càng thác bà là thần nhạc. Càng thác bà là thuộc về một giống, một loài thần mà thần nhạc. Cho nên là mình học rộng nghe nhiều cần có. Tại vì nhờ như vậy mình mới khai mở cái tâm mình. Cái thứ ba là gì? Sống tĩnh lặng. Sống phải có sự tĩnh lặng. Người mà sống ồn ào cả ngày, bột chợp rồi, hấp tấp rồi, vội vã, phải có sự tĩnh lặng. Giờ muốn có tĩnh lặng phải làm gì? Phải tĩnh tâm mỗi ngày 10 phút, 15 phút ngồi tĩnh tâm. Nhờ có tĩnh tâm cho nên tâm mình nó tĩnh. Thật ra quý vị biết không, thí dụ như mình đang nấu ăn mà lửa nó phật, mà thường ngày là mình nói ngon lắm, khi mà lửa phật à, lấy cái chảo, à, lấy cái nắp đậy lại cái này kia, nhưng mà cái thói quen mình là khi lấy vỡ làm gì? Lấy cái miệng thổi. Thổi cái lửa nó táp lên, cái là cái xèo. Mình đại sai thì mình theo cái thói quen mình sống rất là hoảng hốt, thấy cái gì nó không ấy là mình phản ứng ngay. Nhưng mà cái bình thường lúc mình học cái phương pháp á thì là vậy. Cho nên có cái câu á, sông mà càng sâu càng lặng, người càng trí tuệ tâm càng tĩnh lặng. Cho nên mỗi ngày mình tập, mình ngồi tịnh 15 phút. Thưa đại chúng, ngồi tịnh không có tu hành gì hết đó. Nhưng mà cái đó là món ăn của tâm. Người mà có tĩnh lặng thì mỗi ngày mình sống nó đẹp lắm. Lời nói mình nó chuẩn mực hơn, hành động mình nó khá hơn. Mình giảm đi những cái câu nói, những hành động làm người khác buồn khổ, do cái tâm tĩnh lặng của mình. Cho nên rất cần sự tĩnh lặng. Ai chưa biết ngồi tĩnh lặng tụng kinh đi. Ai chưa biết tụng kinh lại Phật đi. Không biết danh Phật gì không, cứ Nam Mô Di Đà Phật lại tới thôi. Cứ một ngày đứng lên Nam Mô Di Đà Phật lại xuống, lại từ tốn thôi. Không cần biết bao nhiêu lại, cứ cho mình ngày 15 phút lại Phật. Cứ lại như thế mà từ từ cái tâm mình nó cũng lắng. Nó nhiều cách lắm. Ngồi được, đi được, lại Phật tụng kinh. Nhờ như vậy mà cái tâm mình nó tĩnh lặng. Rồi tập cái nào á, cái nào không gấp á, thí dụ như à, không có gấp thì mình từ từ mình đi. Nhưng mà có nhiều người thành có thói quen, không có chuyện gì gấp cũng tỏ lộ là hấp tấp. Cái thứ tư là gì? Lời nói thiện. Cái lời nói thiện gọi là thiện ngôn á, hiền thiện. Hồi xưa người ta có câu đó, bế khẩu tâm thâm tàn thiệt, an thân xứ xứ lao. Mình ngậm cái miệng mình giấu trong cái lưỡi thì mình đi tới đâu thân mình cũng yên hết đó. Ý muốn nói là lấy cái lưỡi ngậm sâu trong, lấy cái miệng ngậm sâu trong cái lưỡi,
bế khẩu ta đóng cửa miệng lại. Thâm tàng thiệt, thiệt là cái lưỡi, giấu trong cái lưỡi. Thì an thân xứ xứ lao, mình tới chỗ nào mình cũng an thân, tại mình không có nói bậy. Thường thường cái người mà người ta biết ta không nói, mà cái người nói thường là không biết. Tại sao? Cái người mà người ta biết ta trầm tĩnh lắm, ta để coi sự việc như thế nào rồi người ta mới phát ngôn, người ta biết không biết. Còn người mà cái gì cũng biết, hỏi lại vậy rồi biết rồi rốt cuộc sao? Dạ thôi quý vị làm đi, tôi khỏi. Tại vì mình đâu biết gì đâu. Cho nên người ta nói người mà biết là thường ít nói, mà người thường nói là thường ít biết. Mà người ít nói, người nói ít không phải là ít nói, mà không nói những lời vô ích. Tức là nhiều khi người ta nói rất ít, nhưng không có nghĩa là người ta ít nói đâu, hay là người ta nói ít đâu, mà người ta không nói những lời vô ích. Cho nên trong cái giới thập thiện á, cái miệng mình nó có bốn giới. Nói dối là một nè, nói lưỡi hai chiều nè, đâm thọc. Thứ ba là chửi rủa. Thứ tư là vô ích, nói không có lợi cho ai hết. Cho nên thiện ngôn, hiền thiện. Và cái thứ năm là gì? Là trí tuệ. Đây là năm cái mà Đức Phật dạy. Người mà sống có trí tuệ, tức là người ta sống, người ta rất là linh mẫn trong mọi việc. Thường thường đó, quý vị mà đi chung với ai đó, mà người ta rất là nhạy bén, người ta sắp xếp rất hay, mình học hỏi được nhiều chuyện lắm. Người ta có cái cách sắp xếp của người ta mà mình hồi nãy mình nghĩ không ra. Để Pháp Hòa nói một cái ví dụ. Cái hôm đó gói bánh tét, gói xong rồi cái thì các vị mới dặn á, là khi sắp bánh tét vô thùng mà cất á, trong đông lạnh á, là phải sắp cái bánh tét nó đứng lên. Còn nếu mình sắp nó nằm á, là nó đè xuống nó dẹp. Thì cái vị đó nghe không rõ hay là không nhớ sao đó, thì sắp vô nằm hết. Nằm hết rồi dán băng keo là thiệt kỹ rồi ghi. Cái thiện lát cái cô kêu nó không, tôi nói là phải ba sắp bánh tét đứng. Thì cái vị này bắt đầu lấy dao lấy đồ khui ra. Thì cái vị thứ hai mới nói đâu có cần chứ, anh nãy nè anh sắp nó nằm về phải không, bây giờ một lát anh vô trong freezer anh chỉ cần anh dựng đứng cái thùng này lên vậy nè là xong rồi. Thay vì anh phải mở ra anh sắp đứng lại, mà rốt cuộc anh cũng để nó kiểu này. Bây giờ anh cứ để nó nằm kiểu đó, nhưng mà lúc anh đưa vô freezer anh dựng cái thùng nó lên, vậy thì nó bánh nó đứng rồi. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đâu phải là ai cũng nhạy bén như vậy. Theo cái bình thường là nãy tôi sắp nó nằm, giờ tôi khui ra hết, tôi sắp nó đứng. Nhưng mà nhiều khi chỉ cần chuyển cái thế, chuyển cái thế thùng thì bánh nó tự nó đứng. Mà trong cuộc sống đó, nó dài dài như vậy chứ không phải là. Cho nên người có cái trí làm việc nhanh gọn, hiệu quả tốt. Có nhiều khi mình tràn gian đại hải mà rốt cuộc cái kết quả nó không bao nhiêu. Nhưng mà người ta nhanh gọn, người ta làm việc nhanh gọn mà kết, người ta làm ít, làm đỡ tốn thời gian, nhưng mà kết quả rất nhiều. Do đâu? Do cái người đó người ta có tư duy, có quán chiếu, có suy tư, có trí tuệ. Có trí tuệ. Mà người muốn có trí tuệ như vậy không phải chỉ do học mà có đâu, mà người đó thường xuyên tư duy quán chiếu. Hồi nãy Pháp Hòa nói học thức hay là trí thức á, nó khác hơn trí tuệ. Trí thức là do người khác cho mình, còn trí tuệ là do mình tư duy tu tập. Thì nó tóm lại, Đức Phật dạy trong một cái bài kinh có năm điều, có năm cái pháp mà người khác có thể nhìn vào đó để noi gương. Đức Phật gọi là gương sáng. Trong đó có cái gì? Một là chu toàn phận sự, hai là học rộng nghe nhiều, ba là sống tĩnh lặng,
4 là lời nói thiện hiền, 5 là có trí tuệ. Mà người mà sống thiện hiền, sống tĩnh lặng, ngôn từ từ ái, tĩnh lặng, học rộng nghe nhiều, thì nhất định đây là những cái trí tuệ là cái quả, mà những cái ở trên là cái nhân. Người sống tĩnh lặng là nhân của trí tuệ. Vì và cái thiện ngôn là cái quả của học rộng nghe nhiều, của tĩnh lặng. Cho nên tĩnh lặng á, giống như là cái nguồn cội. Cái này là cái nhân, cái kia là cái quả. Pháp Hòa ví dụ như nè, mình mà nghe nhiều đó là nhân. Nhờ nghe nhiều như vậy cho nên hiểu biết lớn là quả. Tĩnh lặng là nhân, trí tuệ là quả. Tĩnh lặng là nhân, ngôn thiện là quả. Vì người có tĩnh lặng thì lời nói nó cũng tĩnh lặng, nó sáng suốt. Và đó là cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta 5 pháp. Thì đại chúng nhớ 5 cái pháp này. Thì mỗi khi mà mình làm cái gì, mình nói là mình sẽ cố gắng mình thực hiện để mình làm cái gương cho những người thân của mình, đặc biệt là các con cháu của mình. Và quý vị mà gần những cái bậc mà người ta có cái tuệ giác á, người ta linh mẫn, rất là hay, rất là nhạy bén, và mình học hỏi được rất nhiều từ ở các vị đó. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt hàng tuần, thì Pháp Hòa xin trích một đoạn kinh Đức Phật nói 5 pháp này gọi là gương đẹp hay là gương sáng, để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi, cùng ghi nhớ. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Và đại chúng nhớ là chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ tổ tiên trước khi mình bước vào chương trình Tết, vào ngày 15 tháng 2. Tuần tới là ngày mấy? Ngày 10 hả? Phải 10 không? 10 hay 11? À, 11 tháng 2 là hiệp kỵ. Thì 4 ngày sau là 4 ngày 5 ngày sau là 4 ngày sau là giao thừa. Giao thừa nhằm ngày 15. 15 tháng 2. Dạ. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Đại chúng xả chân chút xíu trước khi đứng dậy, duỗi chân xả chân cho khỏe.